Chào mừng quý khách đến với hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý chi tiết cước trên ứng dụng MyVNPT. Đầu tiên, quý khách truy cập ứng dụng MyVNPT và đăng nhập. Quý khách có thể lựa chọn đăng nhập bằng số điện thoại, bằng tài khoản Google, tài khoản Facebook hoặc đăng nhập qua 3G, 4G. Lưu ý để đăng nhập qua 3G, 4G quý khách cần để điện thoại ở chế độ 3G, 4G hoặc 5G. Bước 2, quý khách nhập mã OTP nếu đăng nhập bằng số điện thoại. Mã OTP được gửi về theo số điện thoại quý khách đã nhập vào. Bước 3, tại màn hình chính, quý khách chọn biểu tượng khác. Bước 4, tại màn hình quản lý dịch vụ, quý khách chọn chi tiết cước. Bước 5, quý khách chọn xem chi tiết để xem chi tiết cước hoặc chọn thanh toán ngay để thanh toán cước của mã thanh toán. Thông tin hiển thị khi chọn xem chi tiết, bao gồm các thông tin của mã thanh toán và số tiền cần thanh toán. Còn khi lựa chọn thanh toán ngay, màn hình hiển thị yêu cầu đăng nhập VNPT Money để thực hiện thanh toán. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu cách sử dụng tính năng quản lý chi tiết cước trên ứng dụng MyVNPT. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.